Rồi tôi cái là đúng rồi, quá anh gì đợi đấy đi. Nó sẽ tăng rồi. Giờ đâu rồi cũng thế à. Sức rồi. Bị mình đó à. Chúng ta có à. Chúng ta có à. Chưa được. Để chết mặt. Thì là nó mua cho em cái tối người ta ăn nãy anh nói anh mua ăn
người ta đâu muốn ăn luôn đâu, đối với người ta nói vậy. Làm em mình cũng không biết giờ có mua nữa, anh nói bụng đi mà, đối bụng đi. Rồi. Chưa giờ đâu có thèm ăn đâu. Cả ngày ăn lận để. Ủa ai đó tối không thèm ăn giờ nè, chỉ em đưa họ ăn thèm ăn hả? Ừ. Cách đó là anh đi quá vậy. Mà sao nhà nội chú quá. Nói chuyện nó sai quá. Mất mà lọ xài như vậy. Không, bây giờ là không đau như vậy, nó đi ra bên đường. Dạ, chưa có phải nói ăn cho mẹ à.
Thank you.
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 Okay.